Ok anh chị, em đang ở nhà cái open house này mà anh chị đã coi lúc trước rồi đó. Thì hôm nay họ làm tất cả đồ trong nhà. Dạ. À, đây là cái nhà mà vừa rồi anh chị có coi. Để em ra lại từ ban đầu cho anh chị coi nha. Đây. Đây là đường đi vô nè. Từ đây anh chị đi vô cái nhà này nè. Ok, đây là bên trong cái nhà. Em ra cho anh chị coi bên ngoài luôn. Đây là bên ngoài nha. Bên ngoài nhà rất là đẹp. Chỗ đậu xe rất là nhiều nha. Đó. Xung quanh đây là bốn mẫu đất nha. Bốn mẫu đất, có một cái nhà riêng ở đây nữa. Thấy không? Có một cái nhà riêng ở bên kia. Trên trời nó có một cái nhà riêng. Và đây là cái nhà chính. Vô bên trong này thì anh chị đi vô từ bên trong thì anh chị thấy một bên á là cái phòng khách nha, chuẩn bị chỉ cho một bên là cái phòng khách. Đây, bên một cái phòng khách bên này. Thêm một cái phòng phòng office ở đây nữa. Ok. Rồi. Thì đi vô đây nó có Let me know when you're ready. Đây nó có cái phòng bếp, bếp ăn rất là lớn. Dạ. Bếp ăn rất là lớn. Đây là cái hallway để nói. Mấy anh dẫn ba má ra coi phòng với nhà phía sau nữa, có nhà riêng coi chưa? Đó. Đây nó có một cái phòng. Đi chậm chậm nè. Ở trang trí rất là đẹp nha. Đó. Vô đây. Bên này là cái phòng ngủ. Ok. Phòng ngủ. Rồi em sẽ dẫn cho chị coi cái phòng master bedroom. Đây là cái phòng thường bên này, dưới là được một phòng, hai phòng, ba phòng ngủ và cái phòng master nó là bốn. Bên ngoài này. Bên ngoài đẹp không? Nhà này giá chỉ có 1,6 triệu thôi nha. Anh chị muốn được coi lại cái video kia nha. Đây họ decorate rất là đẹp, đồ đạc và họ trang trí và làm trang trí rất là đẹp. Cái video này. Đây, đây một cái phòng nữa nè. You got the man right here, he can take care of everything. Yeah. Phòng master. It's already the size. Đây cho anh chị coi thêm cái phòng ở ngoài. Đây là cái phòng bên ngoài nữa nha. À, cái đường đi lên phải không? À, cái trang trí trên này không? Cái trang trí trên này không hả? Cái trang trí trên này không? Này ha. Này cho mướn, này cho family ở thêm này. Lúc nào có cái bếp riêng không bà? Có cái bếp riêng á, có toilet riêng nè, bếp nè. Này cũng gì cho mấy đứa nhỏ nó lớn á, gọi là teenager hoặc là cha mẹ, khách, cha mẹ là hơi khó ở trên lầu ha, cha mẹ trẻ thì được, hai chồng trẻ, có con nó lấy vợ lấy chồng đi ra đây nè,
Ví dụ như dùng khách hoặc là khách người ta ra và ở đẹp ha. Rồi, em sẽ interview sơ. So, Anna, want to tell a little bit about a house? Okay, tell me what you got about this house going on today. Today is our open house, and we have 7 bedrooms, 6.5 baths, a little over 6,300 square feet, heated swimming pool, trained air conditioner units on the house. 3 on the main house, 1 on the additional in-law suite or rental, whichever one you want it to be. We have, as you can see, custom cabinets throughout the home. All hand-built, on-site. That's great. Throughout the closets, the master, the washroom, all the butler, all the shelves, and all the closets are hand-built. On site. Wow, hand built on site. Yes. We have 2 acres on this lot. So if you want to add a basketball court or add some more things to the home. Total 2 acres? Yes. So we have enough room to add on additional things. What the asking price right now? $1.65 million. $1.65 million. Okay, good, good. I buy the main house, rent out the other one, get the help with the bill, right? Yes, you can rent that other side out for about $2,500 or maybe $3,000. Right. Help you out with this side of the house. Right. Also, when you think about it, you have 3 bedrooms on that side of the house, and you have your master over here, so a very private split plan, so that if you don't want to be bothered, you don't have to be bothered. How many bedrooms upstairs? You have 2 bedrooms upstairs plus a bonus. That's good. Two bonus areas upstairs. Okay, good, good. Và 3 phòng dưới và 1 phòng master là 4 phòng dưới, phòng ở bên ngoài, trên 2 phòng và 2 phòng bổ lịch nữa. And when you come in the front doors, we also have a sitting area and also an office in the front. Office in the front. Okay, well, thank you, Andre. Appreciate your time. Yes, sir. Thank you. Always. Thank you. Okay, yeah. Okay, anh chị. Rồi, anh chị nào muốn coi thì có thể liên lạc nha. Số điện thoại em 901-503-947. Hoặc anh chị muốn custom build những căn như vậy thì cũng có thể giúp anh chị custom build luôn nha. 901-503-3917, cái này họ chưa đóng lại nè. Đây anh chị nha.